chấm đến chấm Đúng lớn rồi, một điều khác rồi đó. đúng rồi, thả lực đừng có thả nhiều quá, thả nhiều quá là kêu rẹt 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 rẹt, thả vừa nhẹ 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 Ha nhẹ ha ha, đó, kêu kêu là kêu mỏng kêu mỏng mỏng nhẹ nữa, sao, không mỏng có kêu nữa, rột đúng rột rồi, không không? có kêu rột 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 đó là chảy máu đó, lên người là sẽ chảy máu ngay đó. Nhẹ nữa, nhẹ nữa, nhẹ nữa, nhẹ nữa, kìm nó nhẹ nữa đó, đúng rồi đúng rồi, nhưng mà phải nhẹ nữa, đúng, nhẹ nữa. Nhẹ thì là cái máy đi lên tiếp, máy đi lên trên cao tiếp đó, trên không trung tiếp, đúng rồi, nó gọi là đáp kim là hạ kim á, hạ vừa động đấy thôi. Thì ngay khúc này chị kìm chỗ này nè, thì cái máy nó sẽ, chị đừng cái ấy, chị hẳn cái tay vậy luôn đi, chị như vậy chị không có khác, chị hẳn cái tay rồi cái máy gì nè ha, đó đó đó, nhẹ nhẹ đó đó đó, đúng rồi, là cái hạt mực nó ra nhỏ nhỏ như vậy nè, là đúng ha, hạt mực nhỏ thôi, nhỏ thôi, nhỏ thôi đó. Cái đoạn này mà nó nhiều quá không thấy, đi qua đoạn khác cho em nha, bỏ cái đoạn này đi, Có em nói luôn không được khỏi em nói, đi nói đúng hả? cả thầy nói, đi đúng bài đi thầy nói, chị chưa đi sai chị đừng nói đoạn, chị nói đoạn là nó sai hết, Sai chị quan rồi. trọng là chị tập đúng này. Ra qua cái đoạn khác để chi, không em coi chị nó hở hai đầu, nó đậm hai đầu, nó đúng cái độ chưa, đúng độ rồi mình sẽ qua bài nói đoạn. Nó ở đây với chị đừng có học dội, mình đi từng bước mình bước nào chắc bước đó, đúng bước này hãy qua bước khác, chứ chưa đúng bước này nhảy bước khác nữa nó sai hết nguyên một đoạn.